Một người nữ 27 tuổi, con trai 4 tuổi có đi Nhà Trẻ vừa được điều trị viêm màng não do nấm mô cầu. Cô rất lo lắng vì chưa tiêm phòng bệnh nào và mong muốn được phòng bệnh. Cô chưa dị ứng thuốc và đang uống multivitamin và thuốc tẩy trắng hàng ngày Nutroy. Bác sĩ xem xét lựa chọn một trong ba thuốc sau: rifampin, ceftriaxone và ciprofloxacin. A. Lựa chọn kháng sinh nào trong trường hợp này? B. Khi sử dụng thuốc có cần thay đổi thời gian sử dụng các thuốc khác của bệnh nhân không? Tại sao? C. Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sử dụng kem chống nắng và hạn chế ra ngoài trời. Tại sao? Khi nào cần sử dụng kháng sinh phòng ngừa? Tất cả những người có liên hệ với bệnh nhân trước 7 ngày khi khởi bệnh nên được sử dụng kháng sinh để ngăn chặn sự lây nhiễm, và đặc biệt là trẻ em và người già trẻ hoặc có hành động nguy cơ cao như hôn, can thiệp y khoa như hô hấp nhân tạo hoặc là dùng chung đồ dùng sinh hoạt. Thì người này là mẹ của bệnh nhân và người này chưa có tiêm phòng vaccine cho nên cần phải sử dụng kháng sinh để ngăn chặn sự lây nhiễm. Vậy lựa chọn sử dụng kháng sinh nào trong trường hợp này? Nếu chúng ta sử dụng rifampin, rifampin là một thuốc mà cảm ứng CP450 mạnh nhất mà người ta từng biết. Cho nên rifampin sẽ tương tác với rất nhiều thuốc. Vì thế, nếu mà sử dụng rifampin chung với Nutroy thì có thể là mất tác dụng của Nutroy và có thể mang thai ngoài ý muốn. Cho nên nếu các bạn sử dụng rifampin thì bệnh nhân có thể ngừng luôn Nutroy và không được quan hệ tình dục nữa. Hoặc là khi quan hệ tình dục thì phải có các biện pháp an toàn như bao cao su thì có thể tránh được cái chuyện mang thai ngoài ý muốn. Còn ceftriaxone thì sao? Nếu bệnh nhân được sử dụng ceftriaxone thì bệnh nhân chỉ cần được tiêm một liều thôi và ceftriaxone không có tương tác với Nutroy và multivitamin. Nếu bệnh nhân sử dụng ciprofloxacin thì các bạn biết ciprofloxacin sẽ tương tác với kẽm tạo phước chelate và sẽ giảm hấp thu cả kẽm và ciprofloxacin. Cho nên ưu tiên nhất sẽ là sử dụng ceftriaxone, hai là ciprofloxacin, cuối cùng mới dùng đến rifampicin. Vậy khi sử dụng thuốc này cần thay đổi thời gian sử dụng các thuốc khác của bệnh nhân hay không? Tại sao? Đối với ceftriaxone thì không có tương tác với multivitamin và Nutroy như mình đã nói thì không cần phải thay đổi, nhưng nếu sử dụng ciprofloxacin thì cần phải thay đổi là uống cách 2 giờ đối với multivitamin. Bác sĩ khuyên bệnh nhân sử dụng kem chống nắng và hạn chế ra ngoài trời. Tại sao? Đây là trong trường hợp mà bệnh nhân sử dụng ciprofloxacin nhé, để phòng ngừa bệnh. Thì các bạn biết ciprofloxacin có tương tác với ánh nắng, cho nên các bạn sử dụng ciprofloxacin mà không sử dụng kem chống nắng và đi ra ngoài trời thì tia cực tím sẽ làm cho biến đổi ciprofloxacin và gây kích ứng da.